cả nhà. Wow, quà gian đầu tiên có một mẫu quạt. Mẫu quạt khổng lồ. Mời cả nhà vào xem phía bên phải phòng trưng bày mẫu quạt khổng lồ. Hải cẩu. Hai chú hải cẩu, biểu tượng chú hai chú hải cẩu. Wow. Wow. Mời cả nhà vào. Wow. Đây là một cái bộ xương như là cái voi khổng lồ cả nhà. Quằn ở phía trước cả nhà. Bộ xương. Xương cá voi. Chắc lẽ là vậy. Xương cá voi. Rồi thử xem. Xương cá voi cả nhà. Mời cả nhà vào về phía trước xem tổng thể bộ xương cá voi. À, bộ xương cá voi lưng gù. Bộ xương cá voi lưng gù các bạn. Bộ xương cá voi lưng gù. Đứng ở phía trước nhìn lên bộ xương cá voi lưng gù các bạn. To khổng lồ. Chào các bạn, lời nói đầu tiên Hiền gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay mình mời các bạn tham quan huyện Hải Dương Học. Ở mặt trước của huyện Hải Dương Học đó cả nhà. Huyện Hải Dương Học. Huyện Hải Dương Học có biểu tượng con cá khổng lồ. Giờ mời cả nhà dạo ren trước sân của huyện Hải Dương Học. Sân cây cối đẹp quá cả nhà ơi. Ông que đẹp. Mời cả nhà ra trước cổng. Khách tham quan qua phải vào phòng mua vé. Phòng mua vé. Trên tay Hiền đã chuẩn bị một cái vé cho tham quan. Vé cả nhà. Vé tham quan huyện Hải Dương Học 40.000 đồng. Mời cả nhà cùng với Hiền vào tham quan bảo tàng huyện Hải Dương Học. Bảo tàng huyện Hải Dương Học. Mời các bạn lối vào tham quan. Lối vào tham quan Hải Dương Học. Một số quý mày có mấy cái hộp cá ra. Wow. Cá đang hồ nữa cả nhà. Đang hồ cá đó các bạn. Wow, có những chú cá. Hồ cá. Xin cảnh tái đi. Đây có một cái tủ. Tủ cá. Tủ cá. Wow. Hai bạn bên trên. Tủ cá. Các thằng bạn rất đông luôn các bạn. Ui tốt nè. Wow, cá. Cá to quá trời. Cá to quá to. Hồ cá các bạn. Tham quan hồ cá. Ồ, hồ cá. Hồ cá thủy sinh rất to. Mời cả nhà dạo xuống vào tham quan bên trong phía bên phải của huyện Hải Dương Học các bạn. Nãy mình đứng ở trên giờ ở dưới mình nhìn thấy mình những hồ cá các bạn. Hồ cá phía bên phải của huyện Hải Dương Học.
bên phải huyện Hải Ngọc là giáp với biển đó các bạn, giáp biển. Và các bạn theo chân thuyền ra lối tham quan, lối tham quan của những hồ cá, các bạn khách đang tham quan ngắm nhìn những hồ cá, bạn khách ngồi nước ngồi tham quan hồ cá, tham quan hồ cá. Này hồ cá nhỏ nhẹ dạo vô phía trong. Còn cái khu sân nguyên của huyện Hải Ngọc ở phía bên phải cả nhà, mời cả nhà dạo ra phía trước tham quan, rất nhiều khách bạn nước ngoài đang tham quan hồ cá. Wow, con bé rùa đang bơi, các khách tham quan rất đông luôn, bạn nước ngồi người nước ngồi. Mời cả nhà dạo vào bên trong. Cứ ngồi viện Hải Dương Học ở những hàng đang bày những vật lưu niệm ốc được cái nè, vừa ốc được phá chú bè bè một mình được quá, đồ chơi còn trang trí rất nhiều luôn. Vào khu vực mẫu quật lớn ở cái nhà. Wow, và gian đầu tiên có một mẫu quật, mẫu quật khổng lồ ở cái nhà. Dạo xem khu bên phải phòng trưng bày mẫu quật khổng lồ. Hải cẩu, hai chú hải cẩu, biểu tượng chú hai chú hải cẩu. Wow, mời cả nhà vào. Wow, đây là một bộ xương như là cái voi khổng lồ cái nhà quẳng phía trước cả nhà, bộ xương xương cá voi, chắc lẽ là vậy, xương cá voi. Để thử xem xương cá voi cả nhà, một cái nhà dạo về phía trước xem tổng thể của xương cá voi. À, bộ xương cá voi lưng gù, bộ xương cá voi lưng gù các bạn, bộ xương cá voi lưng gù đứng ở phía trước nhìn lên bộ xương cá voi lưng gù các bạn, to khổng lồ. Phía bên phải có những tranh ảnh bờ biển, wow, có những tranh mẹ tiên cá đẹp luôn các bạn ơi. Mời cả nhà dạo những bức tranh ảnh, những bức tranh ảnh bờ biển đẹp luôn, những sinh vật biển, bức tranh vật sinh vật biển. Gì đây? Wow, đây duyên này, xương rồng, mẫu đá san hô, quá đẹp luôn. Những bức tranh bờ biển ở cái nhà
giáo tiếp tham quan thị xã Duyên Hồng. Lối đi ở vào tiếp theo vào huyện Hải Dương học. Wow, một biểu tượng đây, ké tầm Trung Hoa khổng lồ dài khoảng 2 mét. Cái giống bổng nhọn con khổng lồ dài khoảng 1,5 mét. Mời các bạn về tiếp ở phía sau tham quan ở phía sau bên phải. Lối đi ở phía sau cây hồ phong rất nhiều. Hai bên những hàng cây, những chậu cây rất đẹp luôn các bạn, mái che, những ghế ngồi để chân. Trên con đường đi để vào lối sâu tham quan của viện Hải Dương học, mời các bạn cùng với Hiền tham quan khu vực phía sau. Các bạn ngồi đang tham quan. Đây là những cỗ máy thủy. Cỗ máy thủy cổ. Các bạn còn quen với không? Không quen. Trong này hơi tối các bạn. Những mẫu san hô. San hô rất nhiều luôn, mẫu san hô và những chú cá cảnh ở những bể mini nhưng mà cá rất to luôn các bạn. Wow, cá rất to luôn. Rồi các bạn tham quan viện Hải Dương học. Wow, mini, ké mini rất đẹp. Mời cả nhà tham quan viện Hải Dương học đang ở những cái bể cá mini rất đẹp. Những chú cá mini trong bể mini. Mời cả nhà vào xem tiếp ở phía sau bên hông phải phía sau của viện Hải Dương học. Tiếp tục những bờ cá, sau này có những bờ cá khổng lồ luôn các bạn. Bờ cá khổng lồ bể này chưa thấy cá. Tiếp theo san hô khổng lồ, có những chú cá nhỏ. Wow, đây rồi cả nhà, cá khổng lồ luôn. Cá gì đẹp đó các bạn, cá vàng rất đẹp. Đây các bạn, những thùng cá khổng lồ. Wow, đang bơi rồi, đang đi theo mấy cá khổng lồ. Wow, một cá đẹp lắm. Đây một con cá khổng lồ, cái khổng lồ. Rồi các bạn quan qua tiếp phía sau các bạn, phía sau ở đầu phía sau ở những hình ảnh của biển cả, rất nhiều hình ảnh vừa biển cả. Đây biểu tượng bộ xương ngọc, bộ xương ở đây
các bạn. Tiếp theo, mẫu san hô khổng lồ. San hô cứng dạng phễu, có hình phễu luôn các bạn. Mời các bạn về ở phía sau của Viện Hải Dương Học tham quan ở phía sau Viện Hải Dương Học tại Nguyên Biển. Tài nguyên biển đảo hòn xe thuyền xe, mời các bạn tham quan. Gian hàng Viện Hải Dương Học tài nguyên biển đảo. Tiếp tục những hồ ké mini, các cảnh rất đẹp. Wow, kẻ gì khổng lồ luôn các bạn. Dài cũng hơn 1 mét đó các bạn. Trên kẻ gì đây? Kẻ mú. Kẻ mú. Tiếp theo đây, một cái hồ cá. Những chú tôm. Wow, những chú tôm. Hai chú tôm. Tiếp theo, kẻ gì khổng lồ luôn, dài cũng hơn 1 mét luôn, kẻ mập rạn san hô. Kẻ mập rạn san hô các bạn. Wow, dài cũng phải cỡ 2 mét luôn các bạn. Tiếp theo đây đó, một hồ kẻ của gian trưng bày Viện Hải Dương Học về chủ đò đờ biển đảo con xe trụ xe. Wow, tôi ké bờ nổi tung tăng thì quét cái nhà các bạn. Một ké thủy sinh quá đẹp. Xe có một hồ ké con quái quật vào đây. Wow, to quá các bạn ơi, thì đứng rất xe luôn. Chiều dài nó cũng phải là cỡ 3 mét luôn các bạn. Lại gần xem con ké gì đây. Ké thu sông. Ké thu sông. Mời các bạn xem tiếp thu sông. Wow, một cái hồ cá to khổng lồ. To khổng lồ luôn các bạn. Oh, những san hô sống. San hô sống màu trắng đẹp quá các bạn. Khổng lồ. Hồ cá khổng lồ. Rồi các bạn xem tiếp phía sau. Wow, tiếp tục một con cá khổng lồ, dài cũng hơn cả mét luôn các bạn. Cá ngừ quay ngược dài. Cá ngừ quay ngược dài. Cá ngừ quay ngược dài khổng lồ. Tiếp tục một hồ cá mini các bạn. Còn cảnh tham quan ở phía sau, mời các bạn dạo phía sau luôn các bạn. Vẫn còn tiếp tục xe nguyên một trụ hồ cá luôn các bạn. Wow, nguyên một trụ hồ cá khổng lồ. Đang đứng giống như đang ngược đứng ở dưới thủy cung rồi các bạn. Wow, có hình trụ cột quá. Trụ hồ cá phải gọi gì đây các bạn, phải gọi là trụ hồ cá khổng lồ. Trụ hồ cá khổng lồ quá đẹp luôn các bạn. Mời các bạn dạo với thuyền dạo một vòng ở phía sau. Wow, trụ cá to khổng lồ đang bơi. Mời các bạn ra tiếp ở phía sau tham quan ở lối sau. Sau hồi tối tiếp tục những cái hồ cá. Wow, đẹp quá, những
cá bơi to trong cái bể đồ. Hồ cá bơi trong bể khổng lồ mà các bạn rẽ phía sau, vào phía sau của viện hải dương học. Đường luôn hơi tối các bạn. Wow, trên con đường có những cái hồ mini, mini trong hồ cá ánh đèn độ đẹp quá các bạn ơi. Tiếp tục hồ cá mini. Wow, những cuộn sóng thần luôn các bạn, đang bơi lội rất nhiều luôn các bạn. Hồ cá, chú cá bơi, những cuộn sóng khổng lồ tỏ lên đẹp quá luôn các bạn. Mời các bạn dạo tiếp sang hồ cá phía bên cạnh. Tiếp tục rất nhiều hồ cá luôn ở viện hải dương học. Quá đẹp luôn các bạn. Rồi cái nhà dạo ra sâu, nhà thủy cung, nhà thủy cung của hồ cá. Các khách du lịch tham quan rất đông. Wow, hai bên là nhà thủy cung rồi các bạn. Thủy cung, nhà thủy cung tham quan. Wow, đi dọc trên đây con đường hồ nước cá thủy cung. Wow, ánh sáng lấp lánh. Mời các bạn dọc tiếp ra phía sâu của viện hải dương học. Theo đoàn tham quan ở sâu viện hải dương học. Tiếp tục tham quan những mô hình cá. Đây con cá gì đây, khổng lồ luôn, cá khổng lồ. Nhà trưng bày các mô hình cá khổng lồ, cá nhám vôi. Các bạn tham quan rất là đông, đông đoàn tham quan. Các mẫu san hô, cụ đoàn tham quan. Các mẫu san hô, cụ bé khổng lồ. Đây nữa các bạn. Các mẫu ốc, các mẫu ốc, các mẫu ốc. Chú rùa bé bé, chú rùa bé bé tuổi. Trứng gà đổ trứng, chú biển đổ trứng. Những biểu tượng rùa khổng lồ. À, vòng đời của rùa biển, vòng đời của rùa biển các bạn. Quay chậm lại cho các bạn xem vòng đời của rùa biển, vòng đời của rùa biển. Cái nhà học tiếp
rất nhiều mô hình. Wow, mô hình đối tượng rất là lớn luôn các bạn. Quá rộng luôn. Tiếp theo đây là các bạn, rất nhiều mô hình ở biển Hải Dương Học, những mô hình cá. Wow. Những rắn biển. Các bạn tham quan rất đông, mời các bạn không lên trên tầng lầu, lên tầng lầu phòng đang những biểu tượng rất đẹp luôn các bạn. Đây nguyên một cái mô hình. Sang hồ ghét biển, mời các bạn lên trên lầu xem những mô hình. Lên lầu xem tiếp. Wow, lên lầu rất nhiều luôn, rất nhiều đối tượng. Các bảo vật. Đối tượng khổng lồ. Chiến tranh. Tầng trên của biển Hải Dương Học đó các bạn, rất nhiều. Wow, kẻ bay luôn, đứng trên nhìn xuống và nãy cái nhà mà đang tham quan một cát kêu đồ để tham quan biển Hải Dương Học mời các bạn. Sóng biển, cá mập, đèn rất đẹp luôn. Cá mập búa. Kẻ nhãm vú quầy tiền. Rất nhiều vũ trụ kẻ vũ trụ xe nhìn thơm vũ trụ các bạn. Quá nhiều.
Đội Trôm nhìn xuống các bạn. Tiêu đồ tham quen vừa phải vừa học. Mời cái nhà lên tiếp, các bạn lên tiếp tuần trước. Tiếp tuần trên tham quen Hải Dương học. Wow, gì đây? Wow, rất nhiều. Cái mô hình này quen. Rất nhiều những cái mẫu quạt biển, gọi là mẫu quạt biển. Rất nhiều những mẫu quạt biển. Bày rất nhiều mẫu quạt vừa biển, phải trái trái các bạn, rất nhiều các mẫu quạt trong từng cái đường mẫu quạt các bạn. Mời cái nhà vào phòng trưng bày các mẫu quạt của biển Hải Dương học, quá nhiều, nguyên bộ sưu tập của các cái mẫu quạt. Bộ sưu tập mẫu quạt, nguyên một bộ sưu tập mẫu quạt, quá nhiều luôn các bạn. Xe có mẫu quạt ốc, con ốc khổng lồ, không thấy tên mà thấy nó to khổng lồ. Đây tiếp theo rồi các bạn, đây còn rất nhiều mẫu quạt, rất nhiều mẫu quạt luôn. Bộ sưu tập, nguyên cái bộ sưu tập, bộ sưu tập mẫu trường xe, bộ sưu tập mẫu đảo trường xe các bạn, bộ sưu tập dưới sâu, rất nhiều các mẫu quạt. Mời cả nhà đi tiếp dạo ở những cái gian trưng bày tiếp theo của biển Hải Dương học, rất nhiều luôn, những mẫu trưng bày ở đây rất nhiều. Mẫu trưng bày chú chim, chim gì đây? Chim cút biển. Wow, quá đẹp. Mời cả nhà dạo hiền
xuống lối tiếp theo để tham quan những gian hàng trưng bày Nguyễn Thái Dương Học. Mời cả nhà dạo đi xuống những cái lối trưng bày tiếp theo, các mẫu vật tiếp theo của Nguyễn Thái Dương Học. Rất nhiều những mẫu vật tiếp theo không quên mẫu vật ở Nguyễn Thái Dương Học. Đường đi nơi đầu cũng rất nhiều mẫu của biển. Tham quan các mẫu tiếp theo của biển Nguyễn Thái Dương Học. Để trưng bày Nguyễn Thái Dương Học, mời các bạn vào tham quan các mẫu trưng bày của Nguyễn Thái Dương Học. Trong Nguyễn Thái Dương Học có rất nhiều mẫu vật được tham quan các mẫu trưng bày Nguyễn Thái Dương Học. Quá nhiều những nhà hàng lại chưa đi các bạn, nhiều quá. Ở phía bên trái cũng thấy các bạn đi ra sau của Nguyễn Thái Dương Học. Các bạn vào là phía bên hông, hông phía trước. Theo đó tham quan Nguyễn Thái Dương Học ở phía sau. Lâu đi với các bạn trên con đường đi để ở phía trước của Nguyễn Thái Dương Học với các bạn vào trong cái con đường hầm và đồng hầm hồi tối. Giống như là cái con đường hầm các bạn, đường hầm Nguyễn Thái Dương Học. Và các bạn dạo tiếp những cái gian hàng trưng bày của Nguyễn Thái Dương Học. Cô đường đi để dạo tiếp những cái rất nhiều đồ tham quan Nguyễn Thái Dương Học. Khổng lồ rất nhiều các bạn. Con đường đó đi ra tiếp những cái gian trưng bày tiếp theo của Nguyễn Thái Dương Học rất nhiều luôn các bạn. Con đường đi tham quan các cái gian hàng trưng bày
Hải Dương học còn rất nhiều luôn. Hai bên cho những cái biểu tượng của hải thủy sản, khách tham quan rất đông. Lối đi ra trước có tham quan các bạn. Theo đoàn ra tham quan ở phía trước của biển Hải Dương học, trước trưng bày những cây hoa rất nhiều người các bạn.
sắm thuốc của Nguyễn Hải Dân Ngọc đó các bạn. Rồi, các bạn vào sắm thuốc của Nguyễn Hải Dân Ngọc. Xe có biểu tượng kẻ khổng lồ đẹp quá các bạn. Tham quan thì tham quan rất đông luôn các bạn. Xe là bảo tàng Nguyễn Hải học nãy mình đã đi vào các bạn. Giờ tham quan ở phía trước rất nhiều cây hoa cắm. Wow, thấy cũng rất đẹp luôn. Nguyễn Hải Dương Ngọc lộn.